xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Chương trình Nông dân xin chào, xin gửi lời chào đến quý bà con. Chào những vụ mùa bội thu, chào những cơ hội mới. Chúng ta cùng nắm tay nhau đưa nông nghiệp Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Nông dân xin chào, chào vận hội mới. Xin chào, xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất thép thành Đồng Củ Chi, từ một nhà thiết kế thời trang gần 30 năm gắn bó với nghề, bà Nguyễn Thị Kim Xuân đổi hướng để chuyển hẳn về làm nông nghiệp khi nghe người thân kể về quy trình sản xuất nông nghiệp sạch theo công nghệ tiên tiến của Israel. Bén duyên và lựa chọn cây ớt do người bạn giới thiệu, nông dân Nguyễn Thị Kim Xuân đã học hỏi và nghiên cứu thêm những kiến thức về nông nghiệp để vững chắc cho lựa chọn của mình. Nông dân Nguyễn Thị Kim Xuân đã mang về những thành quả đáng mong đợi trong việc chọn cây ớt cho hướng đi của mình. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào nông dân, xin chào. Xin giới thiệu nông dân Nguyễn Thị Kim Xuân, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những người tiên phong đưa công nghệ trồng ớt theo tiêu chuẩn Israel về Việt Nam. Chào đón nông dân Nguyễn Thị Kim Xuân và người kết nối nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Vũ Thành Vinh xin chào quý bà con. Chào nông dân Kim Xuân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Từ khóa nông nghiệp 4.0 không còn xa lạ với tất cả chúng ta nữa. Nói về công nghiệp 4.0 thì ở trong đầu chị xuất hiện cái điều gì bây giờ? Trong cái suy nghĩ của tôi mong muốn những cái người nông dân Việt Nam mình làm sao có thể thay đổi được tư duy. Có thể là lúc đầu không đủ điều kiện để đầu tư, nhưng vẫn có một cái cách rằng là chung tay vào với nhau, từ nhỏ rồi làm thành lớn dần dần lên. Chị nói một câu vẫn rất là thích, đó là phải thay đổi tư duy. Từ này nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà cụ thể là gì hả chị? Có nghĩa rằng là họ phải hiểu, họ nâng cao giá trị sản phẩm họ tạo ra. Ví dụ với lại cái canh tác truyền thống, họ có thể bán được mười mấy ngàn đồng một ký ớt, nhưng sản phẩm của tôi bán ra là thấp nhất là phải từ 50.000 đồng. Cái vấn đề đó thay đổi ở cái chỗ là nâng cao giá trị sản phẩm mình tạo nên, thì khi đó những cái giá trị mình tạo nên, lợi nhuận nó tăng lên. Từ chính cái lợi nhuận đó, từ 1 hecta chúng ta có thể canh tác lợi nhuận bằng 10 hecta như theo kiểu truyền thống. Cụ thể hơn, mình sẽ quay lại câu chuyện của chính trị, yeah. Đó là trái ớt. Khi mà mình trồng về cái công nghệ hydroponic của Israel này, những cái nhà khoa học của Israel họ đã nghiên cứu rất là kỹ cho cái cây trồng, nó cần những cái gì, cần những dinh dưỡng nào vào thời điểm nào, và khi chúng ta bổ sung đúng cái thời điểm đó, nó kích thích cái gen gốc của nó và nó sẽ tạo nên những cái sản phẩm. Quay trở lại một chút, đang nói về công nghệ và trái ớt, chị bắt gặp hình ảnh của trái ớt trước hay là công nghệ trước để chị đầu tư vô? Tôi được một người nhà đã từng canh tác, đã từng ứng dụng cái công nghệ hydroponic của Israel này trên đất nước Úc mười mấy năm rồi. Tôi được chuyển giao công nghệ và kỹ thuật về. Cái đó là cái may mắn của tôi. Vào lúc 50 tuổi, tôi nghĩ rằng là tôi nên làm một cái gì đó để có thể đem về cho mọi người có thể được cảm nhận nó, hoặc là thậm chí cao hơn một bậc là được biết đến những cái văn minh của cái nền nông nghiệp trên thế giới. Cái ước mong của chị, mong muốn điều đó, hiện nay đã thực hiện đã bao nhiêu phần trăm ạ? Với riêng tôi thì nó là mới 50%, vì tôi không chịu dừng lại ở cái trái ớt, mà tôi sẽ từ cái nền tảng có sẵn của cái 4.0 đó, tôi sẽ ứng dụng vào những cái mặt cây khác, và chúng ta ứng dụng làm sao để mà khai thác triệt để nó. Đúng rồi, chị có nói là những cái phát minh vĩ đại của thế giới. Đấy. Tại sao mình không được thừa hưởng nó? Chị đã tận dụng tối đa, chị nói là cái may mắn của chị. Và hiện nay nó đã thành hiện thực 50% rồi. Vậy là tiếp tục con đường chinh phục đó có dành chân lắm đâu ạ? Thời gian đầu đích thân tôi phải lĩnh hội cái kỹ thuật đó. Khi mà chúng ta sản xuất về công nghiệp là nó một cái vật vô tri vô giác, còn cái sản phẩm nông nghiệp nó là có sự sống. Khi mà nó có sự sống rồi, chúng ta phải cảm nhận được nó, chứ không phải chúng ta chỉ đơn thuần là nhìn thấy nó là đã được đâu. Nhưng mà nếu mà mình có được đủ niềm đam mê và mình có được cái mà mình nghĩ làm sao đó, mình phải thay đổi cái tư duy và mình muốn lan tỏa cái điều đó. Đâu có con đường nào trải bước như hoa hồng. Và bài hát của chương trình có một câu là
yêu quê hương ruộng đồng. Nếu mình không yêu nó, dễ gì mà duy trì được nó. Bây giờ thực tế một chút xíu, mình đầu tư vào những cái công nghệ mà chị đang nói là hàng đầu thế giới, có quá nhiều về chi phí không? Để mà đầu tư được toàn bộ như thế, nó sẽ đắt. Nhưng mà khi tôi đầu tư thì tôi lại chỉ sử dụng một cái nào không thể thay thế, còn lại tôi sử dụng những thiết bị tại Việt Nam có thể thay thế cho cái đó. Ví dụ như là cái hệ thống tưới tự động của họ, nếu mình nhập về giá thành sẽ rất là cao, thì chúng ta có thể lấy từ những cái thiết bị của cái ngành khác, cái giá thành nó giảm xuống. Người ta gọi đó là đầu tư thông minh. Được. Mình vẫn lấy cái công nghệ đó. Được. Nhưng khi về Việt Nam, những dụng cụ có ứng thể thay thế và... ứng dụng được mà giá thành rất là rẻ. Đấy. Mà vẫn đảm bảo được cái quy trình đó. Mà thậm chí những cái bạn kỹ thuật của người Việt Nam mình rất thông minh. Trong bốn cái điều mà người ta nói về một người thành công trong thời đại mới á, thì đầu tiên là tư duy, thì chúng ta nhắc nhiều lần rồi. Thứ hai là thông minh. Thứ ba là sự chăm chỉ và cần cù. Bây giờ mình nói một chút gì về sự siêng năng cần cù. Siêng năng cần cù nó nằm ở cái chỗ như thế này. Những cái buổi mà tôi đi thăm vườn thì tôi lại nghĩ như thế này: may quá, nếu như mình không làm cái nghề này thì có lẽ cái tư duy để tập thể dục của mình nó cũng hơi lười. Mà đây mình vừa tập thể dục cho có sức khỏe mà lại kiếm được tiền nữa, thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó sẽ hay. Đầu tiên là tư duy, thông minh, cần cù, và cuối cùng là may mắn. Chị nghĩ chị may mắn bao nhiêu phần trăm? Cái may mắn của mình nó là 50%. Cái may mắn hầu như là mình phải tạo nên. Trở lại một chút thực tế, chắc chắn là người ta sẽ quan tâm rất nhiều đến cái thị trường. Thị trường của chị hiện nay sao ạ? Cái sản phẩm của tôi khi mà tạo ra cái trái ớt, khi cái chế độ dinh dưỡng của nó đủ, nó kích thích cái gen gốc của nó làm cho trái ớt tạo được cái độ bóng, nó tạo được cái mùi thơm và nó tạo được cái độ cay. Từ cái lợi ích từ cái trái, nó tạo nên cho một cái sản phẩm khác biệt như thế, thì chúng ta mới có thể xâm nhập với thị trường thế giới, nhất là thị trường châu Âu đó. Bằng cách nào để thâm nhập vô đó mới là câu cần phải trả lời. Trước khi trồng cái ớt, tôi đã phải nghiên cứu nó. Và khi đó thì tôi mới tìm hiểu ra thị trường thế giới. Thì tôi được biết rằng là họ rất thích cái trái ớt của Việt Nam mình, là tại vì Việt Nam mình nó nóng, nó tạo nên cho một cái trái ớt nó có một cái mùi thơm khác và cái độ cay khác hơn. Cho nên là tôi rất mong muốn rằng là các nông dân khi mà mình làm ra sản phẩm, mình nên tư duy vào nó, tư duy về sản phẩm đó dùng vào đâu, ai dùng và có bao nhiêu phần trăm dân số sử dụng cái sản phẩm đó. Sản phẩm của chị đã có mặt ở những nước nào rồi ạ? Có số tiền là Thụy Sĩ với lại Pháp. Và mong ước của chị sắp tới là chinh phục những thị trường nào nữa ạ? Tôi nghĩ rằng là khi vào được những cái thị trường của Liên minh châu Âu rồi thì các nước đều chấp nhận, vấn đề là cái lực sản xuất của mình đến đâu thôi. Sắp tới sẽ đầu tư cho cái mô hình này tiếp tục để nó phát triển rộng hơn hả chị hả? Tôi cũng rất mong muốn được như vậy. Như vậy thực sự là nó cũng đặt rất là nhiều bài toán chúng ta phải giải đúng không chị? Mặc dù mình đã định hình được cái trái ớt này, đã mang về trồng thành công và đã được thị trường thế giới chấp nhận, nhưng để phát triển lên một tầm cao mới nữa thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sắp tới chị phải ưu tiên cho cái gì để chị tiếp tục củng cố cái sản phẩm của mình ạ? Trái ớt là tôi đã chinh phục nó thành công rồi. Và tôi đang muốn chinh phục sang những sản phẩm khác mà giá trị kinh tế nó còn cao hơn nữa. Ta nói là ngày nay thì cái xã hội phát triển rồi, nên là trong một cái lĩnh vực nào đó chúng ta đang tiếp nhận nó, phát triển nó lên, thì chúng ta phải mở rộng cái tầm nhìn ra. Rõ ràng đời sống ngày nay họ cần những thế. Họ không chỉ ăn ngon, bây giờ phải thưởng thức nó. Chúng ta còn rất nhiều cái mảnh đất màu mỡ để khai thác. Quan trọng là chúng ta có thay đổi cái tư duy của mình không, để áp dụng những cái điều đó trở thành hiện thực. Là một cuộc hành trình rất dài, nhưng xin thưa là không đi thì không bao giờ đến. Chúc cho những bước đi của chị sắp tới sẽ đến những vùng trời mới, và không chỉ là cây ớt mà còn nhiều sản phẩm khác có thể chinh phục được thị trường. Với một cái năng lượng như chị, với một cái khác nhau như chị, em nghĩ rằng sắp tới chúng ta chờ mong nhiều cái sự thành công hơn đến từ chị. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nông dân Kim Xuân trong chương trình Nông dân xin chào. Nông dân xin chào. Không biết quý bà con như thế nào chứ Phương Hiếu mà ăn cơm không có con trái ớt hiểm cắn cái là mất ngon. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của chị Kim Xuân là một người phụ nữ nông dân, thì có lẽ Hiếu phải gọi chị là người phụ nữ có tình yêu với ớt. Chị chia sẻ rằng dù là sự vật hay là động vật thì đều có sự sống riêng hết á. Và muốn chúng lớn, khỏe thì chúng ta phải nuôi chúng bằng một tình yêu. Hiếu đồng ý như vậy thưa quý vị. Còn ngay trong chương trình của sân khấu Nông dân xin chào ngày hôm nay sẽ là một sự kết hợp đặc biệt thưa quý vị. Chị Kim Xuân nông dân và ca sĩ Yến Xuân sẽ cùng kết hợp trong nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ tại Nông dân xin chào.
Yến Xuân và chị Kim Xuân xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng. Và xin cho phép Yến Xuân được chia sẻ một chút xíu. Hôm nay thật sự vinh dự và vinh hạnh khi được đứng đây với chị, một người nông dân cực kỳ thành công. Và kính chúc chị lúc nào cũng có nhiều sức khỏe, có nhiều thành công hơn nữa. Và qua đó cho thấy phụ nữ chúng mình nếu mà muốn làm điều gì thì cũng đều có thể làm được rất là tốt, đúng không chị? Có từ bao giờ mẹ sân ơn mà nay đứng đó cho em làm vườn. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Sông hồ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong, chờ mong. Trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đập trong lòng trái tim thành phố như cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ. Suốt đời mau Xin chào. Thật là dễ thương với thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Và càng dễ thương hơn nếu biết được rằng là mô hình canh tác ớt công nghệ cao của chị Kim Xuân đây đang được phổ biến rộng rãi tại vùng đất Củ Chi, vùng đất đất thép Thành Đồng. Thời chiến tranh thì gắn liền với địa danh lịch sử và những chiến tích về sự kiên cường của con người nơi đây. Nhưng và thời bình thì cũng chính những người dân nơi đây đã áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao của thời đại và mang lại giá trị thương phẩm cao, thu nhập cho bà con. Thật là tuyệt vời. Xin chúc mừng chị rất nhiều. Rất là vinh hạnh và rất là hạnh phúc khi được cùng tên Xuân với người phụ nữ giỏi giang như thế này. Mong là đứng gần chị chút xíu để em lay thêm được một chút giỏi giang và thành công từ chị. Qua suốt cái chặng đường chị làm, em khi nãy em có theo dõi thì em thấy đúng là người phụ nữ của chúng ta thật sự mạnh mẽ và giỏi giang. Yeah. Nếu thật sự người phụ nữ đã muốn làm gì, có lẽ người ta sẽ làm rất là tốt. Đây là một bằng chứng cụ thể. Nếu mà nghe kỹ cái bài hát, cái lời rất là hay. Như là cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ suốt đời mang theo. Lúc đó chúng ta chia sẻ về tình yêu dành cho mọi vật mà khi ta chạm tới, nó trở thành một nỗi nhớ mà suốt đời này chúng ta sẽ mang theo. Dạ. Thưa quý vị, Nông Dân Xin Chào là chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện, để chúng tôi cùng chia sẻ và cùng lắng nghe, cùng nhìn thấy những nỗ lực của những người nông dân trong thời đại mới, thưa quý vị. Và đừng quên lời chào từ chúng tôi. Chúng tôi là Nông Dân Xin chào. Chào vận hội mới. Xin chào. Chúng tôi là nông dân yêu quê.